À, các bạn ơi, cái phần môn sau khi chúng ta ra giường chúng ta hái vào đây các bạn. Ở đây cái này chúng ta nấu canh chua rất là ngon và hôm nay Ngọc sẽ nấu canh chua khoai môn là môn ngọt với cá sặc lò tho ha. Và nguyên liệu thì gồm có đây Ngọc có khoảng 500 g môn ha, 4 con cá sặc lò tho, một miếng đậu hũ, nếu các bạn không có đậu hũ thì cũng không sao ha. Và để nấu phần vị chua có mua canh thì Ngọc dùng thêm ít tắc, một ít rau thơm, một ít ớt. Và bây giờ chúng ta sẽ sơ chế, sẽ sắc phần môn này để chúng ta nấu canh chua nha các bạn. Đầu tiên đối với môn thì môn ngọt nó rất là mềm, nó mềm hơn bạc hà và nấu canh thì nó lại rất là ngon. Thì chúng ta chỉ cần sắc lát như thế này thôi. Các bạn sắc như thế này thì lát các bạn nấu canh, canh của bạn sẽ ngon ha, nó không bị nát dụng nha các bạn. À, ở số một, một số vùng miền thì nó có môn, một số vùng miền thì nó không có nha. Nếu các bạn không có môn thì các bạn có thể thay thế bằng bạc hà đều được. Và cái phần môn sau khi chúng ta đã sơ chế xong rồi đây các bạn, thì chúng ta sẽ để qua một bên và chúng ta sẽ cắt cái phần đậu hũ này. Riêng phần cá này thì đã làm sạch rồi thì các bạn sẽ không cần làm gì ha. Phần đậu hũ này thì các bạn cắt làm 4 nha, để khi chúng ta nấu canh nó sẽ ngọt nước hơn. Tất cả các nguyên liệu nấu canh chua chúng ta đã chuẩn bị xong rồi đây các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bếp và chuẩn bị nấu canh nha các bạn. Dầu đã nóng, các bạn sẽ cho hột tép tỏi vào, các bạn phi cho vàng. Bạn sẽ cho cá lần lượt vào, các bạn lăn nha. Chúng ta sẽ lăn qua dầu để cho cá chúng ta nó ngon hơn. Sau đó các bạn sẽ cho vào đây 1 lít nước nha. Và khi canh chúng ta sôi lên nè các bạn, thì các bạn sẽ hớt bọt và chúng ta sẽ cho cái một miếng đậu hũ này vào nha các bạn, để chúng ta nấu cùng với cá nha. Các bạn sẽ cho đậu hũ vào và chúng ta sẽ nấu cho phần cá này chín trước khi chúng ta cho rau vào nha các bạn. Khi cá chúng ta gần chín, các bạn sẽ cho vào đây 1 hoặc 2 muỗng canh nước tắc nha các bạn. Tùy theo chua ngọt như thế nào thì các bạn sẽ nêm lại cho vừa ăn với khẩu vị gia đình của mình nha. À, các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê đường ha. Tương đương gần 1 muỗng canh nha các bạn. Lúc nãy chúng ta đã cho muối vào rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào 1 muỗng cà phê thôi nha. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm. 2/3 muỗng cà phê bột ngọt, nếu các bạn không ăn bột ngọt thì không cho vào ha. Và chúng ta sẽ nêm lại cho vừa ăn với khẩu vị gia đình của mình nha. Các bạn sẽ cho vào canh. Và lúc đó các bạn cho vào thì các bạn phải mở lửa lớn nha. Và sau khi canh chua chúng ta sôi lại rồi thì các bạn sẽ nêm lại gia vị. Sau đó thì chúng ta sẽ cho rau thơm vào và chúng ta tắt bếp nha các bạn. Rau thơm này vào ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và cho canh ra nha các bạn. Bạn ơi, món canh chua của chúng ta đã hoàn thành rồi đây các bạn. Các bạn nhìn đây, từng miếng môn vàng ta giòn tan, kết hợp vị chua nhẹ của tắc, vị ngọt của cá tạo nên một món canh rất ngon. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình món canh chua thật ngon nha các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn.